Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Slug It Out 2, Slug Terra nha. Và nếu anh em là fan tới game này thì hãy để lại cho mình một like nhé. Và nếu video được 500 like, ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Slug It Out 2 nha. Và anh em hãy click vào quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình, có thêm cái động lực để làm thêm nhiều video hay hơn nữa, hấp dẫn hơn nữa nhé. Rồi chúng ta sẽ mở cái hòm mà 8 giờ trước. Và chúng ta sẽ có gì đây? Có thêm 9 game nữa. Ồ, mình gần đủ rồi anh em ạ. Thật ra thì mình gần đủ cái lượng game mình cần thiết rồi. Mình có thể xem thêm quảng cáo một lần. Thật ra thì cũng không cần lắm đâu. Mình sẽ deal luôn, đánh vài trận luôn và để đập nhau với cái con ở trong này. Một con boss. Ha, boss butter. Ui, con boss này sẽ được 40 game. Mình đảm bảo anh em con boss này được 40 game trở lên nhá. Xịn sò thật sự luôn. Ok, đánh thôi. Đừng để thua là được nhá. Thật thua. Cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận hết sức, nhỡ đâu lại thua vỡ mồm thì đúng là bó tay. Nó bắn một cái viên băng băng gì đó ra đây. Nhưng mà mình không không phải vấn đề của chúng ta cho lắm. Rất là nhẹ nhàng thôi, như thế này. Oh, wow. Công phát nữa này. Khỏe chưa? Chạy đi đâu? Chạy đi đâu con sâu này? Chạy đi đâu con sâu này? Con sâu băng anh em ạ. Đúng rồi, con sâu băng luôn. Con Frostworm này là con sâu băng mà. Nó sấp mặt rồi. Ui, được thêm nhân cái này sẽ gấp đôi anh em ạ, gấp đôi cái lượng đấy. Chúng ta sẽ nhận gấp đôi cái lượng gì nhỉ? Game chúng ta có gấp đôi game, thoải mái đi, sửa đá đó nhờ. Gấp đôi lượng game quá ngon là gì nữa, còn gì có thể là so sánh nhiều gấp đôi lượng game. Ok, nhưng mà xem quảng cáo nó hơi lâu rồi. Hơi mất thời gian một tí xíu cái phần quảng cáo này. Lâu là sao? Chúng ta xong quảng cáo và mình sẽ tắt nó đi. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ có thêm khoảng 40 game nữa. Quá ngon luôn. Hôm qua mà đủ 500 game thì hôm qua là mình cũng mở rồi. Nhưng hôm nay mới đủ. Không sao, hôm nay đủ cũng tốt. Ồ, đúng rồi, chính xác là phải xem quảng cáo tầm khoảng 2 lần cơ nha. Khá là khó chịu. Ở đây. Ok, chúng ta sẽ đợi một tí để xem quảng cáo nào. Sẵn sàng, mình sẽ ấn X ra ngoài. Dĩ nhiên rồi. Có phần nào không? Đây, ấn X ra ngoài thêm phát nữa. Hợp lý không? Ok, chúng ta sẽ đánh nhau thêm với một số con ở trong này. Và chúng ta đang có 539, thoải mái đi. Unlock cái nào cũng được anh em. Ui, cái này unlock luôn được ấy. Xịn, thế này nó sẽ ra khoảng 3 game hay sao? À, ra khoảng 19-20 game. Oh, yes. Bây giờ mình sẽ mở hòm một cách rất là thoải mái luôn. Mister. Ok. Bây giờ ta sẽ vào trong cái shop này. Không cần phải xem đâu. Chúng ta sẽ mua cái chest. Đó chính là Legendary Chest. Nó rất là giá trị thôi anh em ơi. Legendary Chest thì nó sẽ chứa từ 20-30 cái Evolution. 50-150 game, 200 coin và 5% cơ hội. Rồi, mở ra xem nào. Chẳng biết có ra không. 50 game đá này. What the fuck, không ra luôn ạ. Thề cái này 25% cơ hội ra con slug, con sên hơn. Có phải sên hơn không? Cái con 5% thôi, 5% ra 5 sao thì đúng là quá khó chơi, phải nói là quá khó chơi luôn. Thề cái này sẽ được evolution game. Đây cái hòm đen này này, hòm đen này dễ ra này. Hòm đen dễ ra con sên mới hơn này anh em. Dark chest này. Mình chẳng là mình mở cái kia nữa bây giờ. Đấy, Bulldogs, Lavalish, Enigmo, Flatkins. Con này, hết game rồi anh em nhá. Hết sạch game rồi. Chúng ta không còn tí game gủng nào rồi. Rồi thì khó thật sự luôn. Mở hòm Legendary chẳng ra cái béo gì cả. Có 5% cơ hội ra được con dám sao. Khó nhờ. Cái trò này phải bắt buộc phải đấy à. Phải nâng cấp à hay như thế nào nó mới cho phép chúng ta mới được đây. Khó thi. Thật sự là cực kỳ là khó lấy cái game lên nha anh em. Không dễ đâu. Rồi, mình sẽ kết hợp con này nó yếu rồi. Ủa, cũng chẳng yếu đâu. Cũng chẳng yếu một chút nào đâu anh em. Tập trung không phải lại sấp mặt. Cái này sẽ cho mình game này, gấp đôi game. Tại vì con này cũng là con boss. Boss biển 5.000 máu ạ, sợ thế.
mình cứ tưởng là mở hòm kia thì có cơ hội, thì nó chỉ có cơ hội thôi, không phải là 100% ra được. Nó cùi hơn so với Ben 10 dễ ra lắm nhiều. Ben 10 cực kìa dễ ra mấy cái hòm những cái thứ luôn, cũng xong luôn. Cái này 4 sao cơ, sức mạnh nó là sự khác biệt rồi đấy. 4 sao nó được hoàn toàn, được bao nhiêu ngàn máu mình còn chẳng sợ nữa là mấy con ghẻ ghẻ này. Sao gì đâu, bóng tối thì nó hơi yếu một tí xíu. Bóng tối là 3 sao, bây giờ mình có mình cũng sẽ thay luôn đấy. Ui ôi, con gì đây? Oh my god, to thế. Cận chết nhá, ngớ ngẩn đấy. Ngớ ngẩn lại phải thua đấy anh em, nó dồn cái sức mạnh kinh quá. Nó còn bót 5.000 máu á. Sợ thật, quá đáng sợ luôn. Mình cũng quỳ luôn. Rồi, đây, ok. Cái hòm kia nó xịn lắm ấy. Thôi, mình sẽ tấn công rồi đã. Đi sau. Okay. Rồi, chết luôn anh em. Đai ngay trong vòng một nốt nhạc luôn. Nhân lượng gấp 2 lên, nó sẽ được khoảng 20 game. Cũng tốt, đỡ phải ấy. Gấp 2 lên thì ta sẽ được khoảng 20 game. Một cái này sẽ được là 10 game rồi. Ngon mà đúng không? Không phải nói là quá tệ lắm. Không phải nói là quá tệ hại lắm. Được, xong được, tạm được. Game gì đây? Cái game này game Stickman, theo phong cách đó chính là Dragon Ball anh em ạ. Stickman Butter nhìn khá hay. Mình sẽ được 20 game và 20 ngọc. Rồi ok, mình sẽ để cái Facebook ra bên này phát. Đây ok, tắt kia tắt được luôn mà. Cái quảng cáo tắt được luôn anh em ạ. Nó không lâu như quảng cáo kia. Quảng cáo này khá nhanh. Rồi, úi ôi. Lại hòm 3 game rồi, ngon rồi. Lại ngon rồi. Thôi mình cứ cố gắng là mở hòm Legendary thôi anh em. Cố đấm ăn xôi thôi. Ra được thì ra, không ra được thì phải chấp nhận. Dust Uchin Ice Elemental. Mảnh thì dĩ nhiên là sẽ lúc nào sẽ có mảnh rồi, không phải có quan trọng cái mảnh lắm. Mảnh lúc nào chả có, cả một đống mảnh luôn. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục là chiến đấu với kẻ địch ở đây. Con này con thường anh em ạ, không có gì là đáng quá lo ngại cả. Kéo xuống dưới này, kéo lên trên này. Đó, kết hợp với nhau như thế này luôn. Đấy, xuống dưới sang trái sang phải lên trên. Đó, hợp lý không? Cái kia mạnh là gì nữa đúng không? Bắn này. Chết đi cưng, chạy đi đâu được. Đây bóng tối đây, cho xuống rơi xuống dưới luôn. Khỏe mà, cái mình cũng mạnh chứ không phải yếu đâu. Ai bảo yếu nào? Yếu đâu mà yếu. Đây, con này chết nhanh thôi. Một hai nốt nhạc đã chết rồi, đã xong. Rất là nhanh gọn nhẹ luôn. Ok, chúng ta sẽ có thể nhân gấp đôi lên nhưng mình không cần nhân, tại vì nó quá ít. Nó quá là ít luôn. Rồi, cái hòm này là hòm bao nhiêu giờ đây? Hòm này hòm 12 à? 12 game à? Cũng được. Hòm này hòm 12 game. Không vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ Spider Smugless. Smugless là con bóng tối đúng không? Bóng tối lên được nhiều cấp độ phết anh em ạ. Nó lên cấp 11 rồi. Khỏe đấy. Rồi tiếp tục là thần Deal thôi. Deal và Deal thôi anh em. Deal liên tục thôi. Đánh thôi. Còn đợi chờ gì nữa nhỉ? Đây, kéo xuống dưới băng giá này. Đó, bóng tối này. Kéo sang trái này. Bắn nó. Chạy đi đâu hả? Bóng tối tiếp này. Thức mạnh lên một xong có thể đỡ được đúng không? Đỡ thế nào được? Không có cơ hội mà đỡ được luôn. Yes, hay lắm. Đây. Hay. Xổi, lào vỡ mồm luôn. Chúng ta cứ cố gắng kiếm mà mở hòm liên tục thôi cũng được. Rảnh
đây là gấp một lần game nữa, mình không muốn mở cho lắm, nó ít game quá. Quảng cáo này sẽ tắt nhanh thôi, tại vì quảng cáo này mình không phải là mình xem, thật ra thì cũng không nhanh đâu, nó vẫn như thế. Đây, tắt rồi, cuối cùng đã tắt được rồi, lâu thật sự luôn đấy ạ. Hòm gì đây? Hòm 24 giờ, 24, hòm 4, bao nhiêu nhỉ? 12 giờ. Bumbabas Leones. Rồi, mở ra rất là nhiều. Quan trọng tôi cần lấy đá để tiến hóa anh em ạ, thì nó sẽ là hợp lý hơn không? Việc có đá tiến hóa là ngon nhất. Đúng rồi, ok, kết hợp nào anh em. À, bóng tối này, băng nè. Đấy, băng luôn. Bên này luôn. Tấn công và tấn công. Rồi, băng giá. Úi xời, bắn như thế này cơ mà, cực mạnh luôn ạ. Lên trên này, tấn công nào, một hit thôi. Như thế này, úi xời, cực khỏe luôn anh em. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa có cái nhân nào cao một tí nhở, toàn cái nhân bé thôi. Hồi hòm bao nhiêu? Toàn hòm 12 giờ. Hòm 12 giờ thì thường toàn là hòm đều thôi. Marco Breaker cho lên được cấp rất là nhiều cho các con khác nhau nhé. Vấn đề là không tập trung ấy, cái điểm số của chúng ta nó không tập trung vào bất kỳ một cái con nào cả. Quá nhiều con, tất cả con 2 sao và 1 sao thì mình đã sưu tập được hết rồi. Bây giờ chỉ còn có 3 sao thôi. 3 sao còn thiếu rất là nhiều. 3 sao này, 3 sao và 5 sao. 5 sao gần như là chưa có mấy, cực kỳ yếu luôn. Con 5 sao vừa chạy nhanh vừa khỏe, cân cả bản đồ luôn ạ. Sợ thật, chết luôn ạ. Chạy thế nào được, không có cơ hội mà chạy luôn. Rồi, chúng ta sẽ vẫn chỉ là một game thôi. Mình không muốn xem quảng cáo nên nó rất mất thời gian luôn ấy. Ok, ui, hòm đen à. Hòm đen được anh em ạ. Dark chest, hòm này ngon đấy. Hòm này thì nó sẽ cho cái đá. 29 game luôn ạ, ngon. 2 game, 2 đá. Mega Shader nó cho rất là nhiều mảnh luôn. Đấy, cho nhiều con đâu anh em. Hòm đen. Mình bây giờ thì mình lại thích cái hòm đen. Không biết anh em thế nào, bây giờ mình khá thích cái hòm đen đủ nhá. Land, Bottom, thì cả Boss cơ. Khu đất mới à? À không, vẫn là con Rock, con cá sấu thôi. Cũng không phải là mới, chẳng phải mới lắm. Kéo lên trên này như thế này. Ok, một phát bắn, tấn công. Trời ơi, cực kỳ mạnh luôn. Xuống, như thế này. Công phát. Rồi, chúng ta sẽ kéo lên trên. Đủ điểm đấy. Uầy, mắc khỏe luôn anh em ạ. Siêu khỏe, siêu trâu bò. Ở đấy, chúng ta sẽ được nhân 3 game. Hay đến 6. Mà thôi chẳng cần phải nhân. Nhưng mà nó vẫn bắt mình xem quảng cáo. Game gì đây? Game gì mà dị thế này? Có tắt được không nhỉ? À đây rồi, có tắt quảng cáo được luôn ạ. May quá. Chúng ta sẽ vẫn tắt được thôi, không khó lắm. Rồi, ui, hòm 48 giờ. Thật sự là hòm 48 giờ đắng thật sự luôn anh em ạ. Đắng ngắt. Một trận đã nha anh em. Dustin, hai đứa nào. Di chuyển cái đấy để làm gì, trong khi mình có ăn cái đấy đâu. Rồi, chúng ta sẽ kéo xuống dưới như thế này. Oh, wow. Như thế này phát, tấn công. Hay. Sang trái này, sang trái, sang phải này. Kết hợp của mấy cái ôi với nhau. Rồi. Đánh ngay. Đúng rồi. Nó khóa luôn rồi anh em ạ. Nó không cho mình đánh luôn. Bó tay luôn. Khó chịu thật sự. Rồi, chúng ta được thêm cái hòm nữa. Mình có hai cái hòm kia để mở dần rồi anh em ạ. Không phải lo nữa. Hai hòm kia thì mở mỗi hòm là 8 giờ. Rồi, mình sẽ mở cái hòm này, 3 giây không cần để tiền. Ok, thì là chúng ta sẽ kêu mình nhé. Xin chào em lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Mở hòm vàng mà không ra được cái con nào vàng cả, khá là đen đủ cho chúng ta, và cũng chẳng ra con mới luôn.